Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa phóng viên Evan Gershkovich của báo The Wall Street Journal ra khỏi nhà tù ở Nga. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23 tháng 5, ông Trump cho biết việc thả người sẽ diễn ra sớm sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này. Ông Trump đang chờ được Đảng Cộng hòa chính thức đề cử để tái đấu với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, qua đó có thể quay lại Nhà Trắng. Evan Gershkovich, phóng viên của The Wall Street Journal, người đang bị Nga giam giữ, sẽ được thả gần như ngay lập tức sau cuộc bầu cử, nhưng chắc chắn là trước khi tôi nhậm chức, cậu ấy sẽ được trở về nhà, về với gia đình của mình một cách an toàn, ông Trump viết. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm điều đó vì tôi, chứ không phải vì bất kỳ ai khác, và chúng ta sẽ không phải đánh đổi thứ gì, cựu Tổng thống Mỹ cho hay. Ông Trump không đề cập đến chuyện ông đã liên lạc với ông Putin hay chưa, cũng như không cho biết ông có cơ sở gì để tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ thả phóng viên Gershkovich. Khi được hỏi về phát ngôn nói trên của cựu Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đương nhiên không có liên lạc với ông Donald Trump. Phóng viên Gershkovich, 33 tuổi, bị bắt ở Nga vào tháng 3 năm ngoái vì cáo buộc gián điệp. Bản thân anh, cũng như tờ báo của anh và chính quyền Tổng thống Biden đều cực lực bác bỏ cáo buộc này. Anh đã bị giam hơn một năm tại nhà tù ở Moskva và chưa có ngày xét xử cụ thể. Hồi tháng 2, Tổng thống Putin cho biết Moskva có thể trả tự do cho phóng viên Mỹ để đổi lấy một công dân Nga đang bị giam giữ ở Đức vì tội giết người. Ông Peskov nhắc lại các tuyên bố trước đây của Điện Kremlin rằng việc liên hệ với Washington về bất kỳ hoạt động trao đổi tù nhân nào đều phải diễn ra trong âm thầm và tuyệt đối bí mật. Đây là cách duy nhất để đạt được kết quả. Trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, ông Trump từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin, làm dấy lên chỉ trích tại Mỹ. Ông Trump cũng đã tuyên bố ông có thể chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi trở lại Nhà Trắng, mặc dù chưa tiết lộ ông sẽ làm việc này như thế nào. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.